Thưa quý vị, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, ngoài nội dung liên quan đến tiến độ triển khai dự án đường vành đai 3, nhiều vấn đề đáng chú ý về tình hình giao thông vận tải đã được các sở ngành cập nhật. Nổi bật là các thông tin về vé tàu Tết 2025, tình trạng ùn tắc giao thông và an toàn xe cơ giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, ngành đường sắt thông tin về hoạt động tổ chức bán vé và đảm bảo an ninh trật tự tại các ga tàu trong dịp Tết. Trong đó, vé tàu Tết đã mở bán kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Sau hơn một tháng mở bán vé, tổng số vé đã bán khoảng 100.000 vé. Thì chúng tôi cũng đang cân đối tính toán, mà khi mà nhu cầu hành khách tăng thêm thì chúng tôi cũng sẽ nối thêm các cái toa xe dự phòng, cũng như là ngoài những ngày cao điểm Tết thì có thể là khi nhu cầu mà khách tăng thì có thể lập thêm các đoàn tàu để phục vụ hành khách. Trước thực trạng ngày càng nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng ở nhiều thời điểm trong ngày chứ không riêng giờ cao điểm, Sở Giao thông Vận tải cũng đã thông tin về giải pháp của ngành trong thời gian tới. Thì Sở Vận tải tập trung chia làm hai nhóm giải pháp. Giải pháp thứ nhất là liên quan đến giải pháp công trình và giải pháp thứ hai là giải pháp phi công trình. Trong đó ưu tiên khép kín cái đường vành đai 2, vành đai 3, cầu đường thêm 3, cầu đường 4, cầu đường Nguyễn Khoái, đường Trần Quốc Hoàn kết nối nhà ga T3, cảng không quốc tế Thân Nhất, vân vân. Sau hơn 3 tháng triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3, 4 bánh tự chế, xe quá khổ, xe công kềnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phát hiện hơn 17.700 phương tiện vi phạm. Thời gian qua, các vụ tai nạn giao thông liên quan các phương tiện này cũng đã giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Thì trong cái quá trình xử lý đối với các cái phương tiện này thì công an thành phố cũng gặp cái khó khăn, và các cái chủ phương tiện do cái hoàn cảnh thì hầu như cái tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt là thấp. Thì khi người ta chấp hành quyết định xử phạt thấp thì để lại phương tiện thì cũng tạo thêm một cái áp lực tiếp theo, đó là cái khó khăn quá tải trong cái kho bãi tạm giữ các cái phương tiện vi phạm này. Công an thành phố cũng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành có liên quan để tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, không sử dụng phương tiện xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật làm phương tiện sinh kế như thời gian vừa qua.